limited of the English mind, with language focus, with grammar. Chinese becomes easy because of may consider cho các em bài thứ sáu của tiếng Anh lớp 9 với phần language focus, và chúng ta sẽ chuyển từ because đến thành là because of. Now we have four informations: chance, because, into, because of. And now the first. Khi chuyển từ công thức because biến thành because of thì thầy có tất cả là bốn công thức cho các em. Ở công thức thứ nhất đó chính là because of, cộng với the, cộng với HT và now. Trong đó HT và now là nó đã có sẵn ở trong cái câu đằng sau mình đề because đó. À, nó có sẵn nha, ta không cần phải đổi thêm cái gì cả. Tại vì chúng ta nhìn được câu ví dụ sau đây. Jesse had to stay at home because the weather was bad. Rồi bây giờ cho thầy xem. Khi biến đổi thì chúng ta có hai loại, mệnh đề chính và mệnh đề because. Mệnh đề chính là trước because đó, thì ta sẽ không đổi gì cả. Còn mệnh đề biến đổi là bắt đầu từ chỗ because trở xuống mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn coi trong cái câu because này, thằng nào là danh từ? Danh từ là từ chỉ về sự vật, sự việc. Còn tính từ là từ chỉ về tính chất hoặc là màu sắc. À, và chúng ta sẽ nhìn coi trong đề nào danh từ chỉ về sự việc đâu. Đó chính là weather, chính xác, thời tiết là chỉ về sự vật, sự việc rồi. Thế còn danh từ, à, tốt, xấu thì là tính từ hay không? À, đúng rồi, nó chính là tính từ. Vậy chúng ta trong câu này đã có sẵn gì rồi? Có sẵn tính từ và danh từ rồi. Thì chỉ cần hoán đổi hai chữ này cho nhau mà thôi. Không cần phải đổi thêm bất cứ gì khác cả. Đâu, có đáp án đúng hay không? Daisy had to stay at home because of the bad weather. Đó, thấy chưa? Ta chỉ cần hoán đổi hai chữ này lại với nhau, áp dụng đúng công thức ở trên, thế là xong. Ok? And the second information is because of plus once and plus now. Trong đó once có nghĩa là của ai đó, còn now là danh từ thì mình biết rồi. Nhưng mà now này có thể là chuyển là do verb, tức là động từ hoặc là tính từ chuyển qua. Ok? À, now bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào câu ví dụ sau đây. Daisy had to stay at home because she was sick. Chúng ta nhìn ở đây. À, ở đây là có tính từ, có không? Có. Đâu, tính từ đâu? Đó chính là sick. Nhưng mà danh từ thì có không? Không có. Vì vậy, ở đây ta phải áp dụng công thức là gì? Cái once này đâu ra mà có. The once tức là của ai đó. Tức là mình sẽ lấy chủ từ ngay sau because, tức là she đó, sẽ biến thành là tính từ sở hữu của nó. Còn nếu là tên người thì ta chỉ cần lấy tên người phải s vào thôi. Nhưng trong trường hợp này ta đang dùng ví dụ ở đây, có nghĩa là đại từ nhân xưng sẽ chuyển thành là tính từ sở hữu. She ta sẽ đổi thành là gì? À, là her. Và đây là câu đáp án của chúng ta. Daisy had to stay at home of her sickness. Và sick này là tìm được tính từ của nó rồi thì ta phải đổi thành danh từ của nó. Danh từ của sick chính là sickness. Đây, ở đây. Ok. And the first information is because of plus verb in. Trong đó verb in tức là động từ đi sau because đưa về dạng nguyên mẫu rồi sau đó ta mới thêm. Muốn làm được cái công thức số 3 này thì ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chủ từ ở cả hai mệnh đề phải giống nhau. Và điều kiện thứ hai là tính từ trong lần sau của mệnh đề because ta không thể nào chuyển về thành danh từ được thì ta mới áp dụng công thức số 3 này. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào câu ví dụ sau đây. Daisy had to stay at home because she was tired. À, vậy trong trường hợp này thì nhìn coi. Sao because có tính từ không? Đâu, tính từ đâu? À, đó chính là tired. À, nhưng mà tired này ta không thể đổi thành là danh từ được. Nên buộc lòng ta phải đưa về công thức của loại 3. Đó là sao because, động từ đâu? Đó chính là was. Đưa was này về chờ dạng ngôn mẫu của nó là be, thì be. Còn tất cả tao đã phải giữ lại hết. Đúng chưa? Đâu và nhìn coi câu đáp án. Daisy had to stay at home because being tired. À đây, đúng không? Tired vẫn giữ nguyên đây, còn was đã lưu ý thành là verb in. Ok? And the fourth information is because of plus the plus now. Trong đó
now tức là đằng sau trong mệnh đề because nhé. Now là có sẵn hoặc là do tính từ hoặc trạng từ hoặc là verb sẽ chuyển qua, và tất cả bốn thằng này đều phải đằng sau hoặc là trong mệnh đề because. À, bây giờ chúng ta thử nhìn câu ví dụ sau đây. Bài này ta sẽ có hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất, there is a must at home because there is a COVID-19 epidemic. Thì chúng ta đều biết rằng sao there is bắt buộc phải là đó là một nhân từ. Vì vậy chắc chắn không thể nào, and COVID-19 epidemic chắc chắn nó phải là một nhân từ thôi, có đúng không? À đúng, đây chính xác, and COVID-19 epidemic nó chính là nhân từ. Bởi vì nó là nhân từ nên ta không thể nào làm khác, đó là gì? Áp dụng công thức mà thôi, bỏ there is và thay thế bằng the. Thế là hết, có đúng không nhé? Daisy must be at home because of the end COVID-19 epidemic. Ok? À, nhưng trong ví dụ thứ hai, we can't hear anything because he is very noisy. Trong cái câu này ta thấy có tính từ nào không? Có nhân từ nào không? Thì không biết là có hay không, nhưng ta chỉ biết rằng ở đây không có there is, chỉ có here is thôi. Mà sau to be thì chắc chắn phải là một tính từ. Đâu tính từ đâu? Đó chính là noisy. Và noisy này nó có bà con họ hàng của nó hay không? Để xem thưa, noisy bà con của nó chính là noun, của nó chính là noise. À, thấy chưa? Noisy là tính từ, còn noise nó chính là nhân từ. Vì vậy đây ta chỉ cần áp dụng công thức mà thôi. Đúng không? Bỏ here is very đi hết. Thế bằng cái gì? Giờ và mà thôi. Có đúng không nhé? We can't hear anything because of the noise. Đúng chưa? Đây là hai câu ví dụ. Tại cái công thức này nó có hai ví dụ luôn nha. Một cái là danh từ có sẵn, còn một cái là do từ tính từ hoặc trạng từ hoặc động từ chuyển thành lại danh từ. À, đây, công thức thứ hai. Ok. Rồi, để tóm tắt lại cái bài học này như sau. Ở công thức số 1, nếu trong mệnh đề because có sẵn danh từ và tính từ là noun và adjective thì ta áp dụng luôn công thức số 1. Và nhớ công thức số 1 này không thể thay thế được gì hết. À, còn nếu trong hai mệnh đề because, nếu như trong mệnh đề because mà có thể chuyển tính từ thành danh từ được thì ta mới áp dụng công thức loại 2. Được chưa? Còn ở loại 3 thì sao? Nếu trong mệnh đề đó, mệnh đề của because mà tính từ không thể chuyển thành danh từ được thì ta phải áp dụng công thức loại 3. Được chưa? Và nhớ một điều, cái này hơi bật mí một chút xíu. Nếu như công thức số 2 và số 3 ta có thể áp dụng cho nhau được, nếu như trong công thức số 2 ta không biết rằng tính từ nó có thể chuyển thành danh từ được hay không thì ta cứ lập tức biến thành là công thức số 3. Có nghĩa là gì? Đưa cái động từ đằng sau because trở về dạng nguyên mẫu rồi thêm mình. À, đó là đặc điểm chung của hai này, nhưng cố gắng nhớ thì càng tốt nha. Thì sau này thầy sẽ cho, khi áp dụng bài tập thầy sẽ cho sẵn một số các tính từ có khả năng biến thành danh từ. Nếu nằm ngoài cái bảng này ra thì có nghĩa là nó không thể biến đổi được. Đúng chưa? À, nhưng tới công thức thứ tư, đây là công thức khó khăn nhất. Lý do là nếu như trong cái mệnh đề because có sẵn danh từ hoặc trong đó verb hoặc là adjective hoặc adverb có khả năng biến đổi danh từ thì lúc đó ta mới áp dụng công thức số 4 này. À, và ở công thức số 4 này là điều kiện của nó, à thầy xin lỗi lại, là ở công thức số 3, muốn làm được công thức số 3 thì ta phải có điều kiện, nhớ không, là cả hai chủ từ của hai mệnh đề phải giống nhau. Thì công thức số 4 này, nếu như hai chủ từ này nó giống nhau nhưng ta không biết được đổi được hay không thì ta cũng có thể áp dụng công thức số 3 này. À, được chưa? Đó là bốn công thức cơ bản. Nhưng nếu như bây giờ cả bốn công thức không thể áp dụng được một trong bốn công thức này thì sao? Ta vẫn còn chiêu chót. Chiêu gì đây? Nếu không thể áp dụng công thức nào thì đành phải dùng tới chiêu cuối cùng, đó là dùng cấu trúc because of the fact that. Như thế nào đây? Đây, nhìn lên bảng. Because the sales is very high, he can reach on the book on it. Và chúng ta nhìn đây, chữ cái high trong cái chữ because này, ta có khả năng đổi thành là danh từ là height được. Nhưng the self và he, hai chủ từ này có giống nhau được hay không? Cho nên ta không thể áp dụng công thức được là being very high, đúng không? Không thể được. Cho nên buộc lòng ta phải dùng công thức cuối cùng của mình, đó là gì đây? Đây, nhìn công thức và nhìn cái câu kết quả của mình. Because of the fact that the self is high, he can't reach the book on it. À, trong trường hợp này ta chỉ cần để chữ because of và cho nó thêm cụm từ the fact that, còn nhiều chép lại hết. Đó, đây là chiêu cuối cùng.
Nhưng thầy cũng không mong rằng mấy đứa dùng công thức này. Chúng ta còn tất cả 1, 2, 3, 4 công thức ở trên. Nếu biết thì làm được thì càng tốt. Nhưng lỡ như không biết thì sao? Thì bí lắm thì mới dùng tới công thức này thôi. Nha. Rồi, thank you. Ok. Ở đây có một cấu trúc khác. À, khi chúng ta đổi từ on though hoặc even though biến thành là in spite of hoặc despite, thì chúng ta đều dùng tương tự như là đổi từ because biến thành là because of. Cũng có 4 công thức và cũng có một công thức đặc biệt. Nhưng mà thay vì chúng ta dùng là because of the fact that, thì ở đây ta sẽ đổi thành là in spite of the fact that hoặc là despite the fact that. Ok. Thì cái này đầu tiên chúng ta chương trình học của ngày hôm nay là nó chỉ đổi từ because biến thành là because of mà thôi. Cho nên nhưng mà thầy vẫn mở rộng ra cái phần là although, though, even though thì biến thành là in spite of hoặc là despite. Ha, bài cho tập thêm thì ta vẫn có thể làm được. Ok. Rồi. Rồi, như thầy đã trình bày ở trên thì tất cả những phần nào đã hiểu rồi hoặc chưa hiểu gì đó thì cũng chúc các em hiểu bài và làm bài thật là tốt nhé. Thân ái chào các em. Và nếu như bạn nào vẫn chưa hiểu rõ tường tật lắm á, thì có thể là inbox cho thầy ở trong cái phần Facebook của thầy nha. Cái Facebook của thầy là Nghiêm Nguyễn và có cái hình là gấu thao la ngày trước đấy nha. Rồi, thân ái chào các em, chúc các em làm bài tốt. Thank you.